Chào mừng bạn đến với kênh Khoa học và Tâm linh. Khoa học và Tâm linh chúc các bạn có những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cùng với đó bạn sẽ được khám phá thêm những video hữu ích từ kênh của chúng tôi. Hôm nay, Khoa học và Tâm linh xin gửi đến bạn một câu chuyện. Bí ẩn nền văn minh tiền sử Atlantis qua lời kể của nhà tiên tri Agakes. Các nhà nghiên cứu chứng thực rằng Casey chưa bao giờ đọc hai tác phẩm của Plato, nhưng kiến giải của ông tương hợp với đối thoại lục của Plato về thời điểm Atlantis cuối cùng biến mất như được đề cập bởi vị lão tế ti Ai Cập. Xin chào mọi người! Trong chương trình, chúng tôi đã từng giới thiệu đến các bạn một nhà dự ngôn thông qua thôi miên, còn gọi là nhà tiên tri của nước Mỹ Agakes nổi tiếng. Trong trạng thái thôi miên, ông Casey không những có công năng giao thị, có thể nhìn thấy cảnh tượng cách xa hàng trăm ngàn dặm, mà còn có thể xuyên thấu thời không để tra khám mối quan hệ giữa quá khứ và cuộc sống hiện tại của một người. Từ đó kiến giải căn nguyên gây nên những bệnh tật hoặc bất hạnh của họ trong đời này, giúp rất nhiều người bệnh nan y từ đó mà thuyên giảm. Đơn thuốc mà Casey khai xuất cho người bệnh thường chỉ nhằm chuyển biến một chủng quan niệm nào đó trong tư tưởng của người bệnh. Những gì tôi chia sẻ với các bạn hôm nay là kiến giải sinh mệnh thần kỳ của Casey. Ông, với thân phận là một người Atlantis, ông đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt trong một ngày của Atlantis, một nền văn minh tiền sử đã từng phát triển cao độ. Tôi tin rằng nhiều người đã nghe về Atlantis qua các ghi chép trong sử tịch từ những địa phương khác nhau, đó là nội dung mà nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato trong cuốn Địa Lô, Đối thoại Lục từng mô tả chi tiết. Nhưng bạn có biết không, khi ông Casey kiến giải về nền văn minh Atlantis, giới chuyên gia đã chứng minh rằng ông hoàn toàn chưa đọc qua tác phẩm của Plato. Nhưng những sự thực căn bản mà ông nói đến so với ghi chép của Plato là phi thường tương hợp, thậm chí một số chi tiết cũng nhất quán. Điểm bất đồng là Atlantis qua thôi miên thấu thị mà ông Casey đã kiến giải 20 năm trước có nội dung còn chi tiết hơn so với mô tả của Plato. Điều này làm tăng đáng kể thái độ tin tưởng rằng Atlantis thực sự đã tồn tại. Vậy, ông Casey đã nói gì? Mô tả của Plato trong cuốn Đối thoại Lục. Trước khi nói về kiến giải qua thôi miên của ông Casey, chúng ta hãy nói một cách khái quát về cách nhà triết học Hy Lạp Plato 427 trước công nguyên, 347 trước công nguyên, mô tả trong hai cuốn sách Đối thoại Lục cuối cùng mà ông để lại trong những năm cuối đời. Critias và Timaeus là những ghi chép được công nhận là có giá trị nhất mô tả Atlantis trong các văn tự trên thế giới cho đến nay. Plato nói, khoảng 9.000 năm trước thời Solon, đối diện với trụ Hercules, eo biển Gibraltar ngày nay, có một hòn đảo lớn, từ đó bạn có thể đi đến những hòn đảo khác, đối diện với những hòn đảo đó là một khối lục địa bị bao vây bởi đại dương, đây chính là vương quốc Atlantis. Solon, khoảng 638 trước công nguyên, 559 trước công nguyên, là một chính trị gia, nhà cải cách và thi nhân nổi tiếng, là một trong bảy nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại, và là tổ tiên của dòng họ Plato. Đối thoại lục của Plato ghi lại rằng, Solon đã biết đến Atlantis trong một cuộc trò chuyện với một vị lão tế ti của Ai Cập cổ đại, viên quan phụ trách việc cúng tế, trong chuyến du lịch nước ngoài của ông. Vị lão tế ti mô tả rằng vương quốc Atlantis được trời phú cho nguồn tài nguyên tự nhiên vô cùng phong phú, khắp nơi là vàng bạc kim tiền. Họ đã xây dựng nên các thành trì tường đồng vách sắt và thống trị một khu vực cực lớn. Sau đó, Atlantis đã phát sinh một trận địa chấn và đại hồng thủy, tất cả những người dân hiếu chiến này bị chôn sống chỉ trong một ngày đêm và toàn bộ Atlantis chìm xuống biển. Từ những gì đã nghe được từ vị lão tế ti Ai Cập, Solon đã viết thành một câu chuyện để giới thiệu với thế nhân. Vị lão tế ti nói với Solon rằng, theo các ghi chép lịch sử của Ai Cập cổ đại, Atlantis đã trầm xuống đáy biển cách đây khoảng 9.000 năm. Vì thời đại của Solon là khoảng 600 năm trước công nguyên, người ta ước tính rằng sự hủy diệt cuối cùng của Atlantis xảy ra vào khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Nhà tiên tri người Mỹ Casey đã thấy những gì? Trong cuộc đời của mình, Casey đã lập kỷ lục với gần 1.500.000 kiến giải theo quan điểm thôi miên. Ông có thể nhìn thấu kiếp trước của con người và sự thịnh suy của xã hội, cũng như có thể dự đoán tương lai. Ví dụ, Casey đã dự đoán chính xác sự khởi đầu và kết thúc của hai cuộc thế chiến, nguy cơ cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 1929, nền độc lập của Ấn Độ, sự phục quốc của Israel, và cái chết của Tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của mình, truyền thông Kennedy, cho tới sự kiện nước Nga từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và kiến lập một thể chế xã hội mới vài thập kỷ sau đó V5, tất cả những dự đoán này đều đã được nghiệm chứng. Ông Casey có một tư tình đối với nền văn minh tiền sử Atlantis huyền thoại bị chìm ở Đại Tây Dương. Đây cũng là một nội dung điển hình trong thấu thị của ông. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã dùng thời gian 20 năm để tiến hành cả trăm lần thôi miên thấu thị về nền văn minh huyền thoại kéo dài vài vạn năm của đế quốc Atlantis và ghi chép lại chúng một cách tường tận chi tiết. Theo thấu thị của Casey, đế quốc Atlantis bao gồm một đại lục địa rộng lớn, từ vịnh Mexico và biển Caribe ở phía Tây và đến biển Địa Trung Hải ở phía Đông.
Casey nói rằng do sự bành trướng dục vọng của Atlantis, con người đã bắt đầu lạm dụng kỹ thuật và tài nguyên tự nhiên. Điều này đã tạo thành 3 lần đại thảm họa cho Atlantis. Ông cho biết rằng người Atlantis vốn là những người sống hòa bình, thể chất và thân thể của họ phát triển rất nhanh, vì họ nhận thức rằng họ chỉ là một bộ phận của chỉnh thể, do đó, những vật chất cần thiết cho thân thể chỉ lấy từ tự nhiên. Casey nói rằng, họ có thể du hành tư tưởng hay du hành thân thể, cũng có thể di chuyển thân thể của bản thân họ từ một điểm trong vũ trụ đến những nơi khác. Người dân Atlantis cuối cùng đã sử dụng năng lực chế tạo để chuyển dụng tinh thạch làm vũ khí có tính hủy diệt. Uy lực của tinh thạch mất kiểm soát đã khuấy động hoàn cảnh của địa cầu và chấn động các bản khối đại lục, khiến địa cực chuyển động. Và thảm họa có tính hủy diệt đầu tiên trong lãnh địa của họ đã phát sinh vào khoảng 5 vạn năm trước công nguyên. Khi đó, một phần của đại lục Atlantis đã trầm xuống đáy biển. Lần hủy diệt này đã chia đại lục Atlantis thành 5 hòn đảo. Lần đại thảm họa thứ hai xảy ra cách đây hơn 2 vạn năm. Lần này, núi lửa phun trào, địa chấn và những biến hóa địa cực của trái đất khiến Atlantis chỉ còn lại 3 hòn đảo. Thảm họa kinh hoàng cuối cùng xảy ra vào khoảng năm 17.000 trước công nguyên và hòn đảo lớn nhất của Atlantis, Poseidia, cuối cùng đã chìm hoàn toàn xuống Đại Tây Dương. Các nhà nghiên cứu chứng thực rằng Casey chưa bao giờ đọc hai tác phẩm của Plato, nhưng kiến giải của ông tương hợp với đối thoại lục của Plato về thời điểm Atlantis cuối cùng biến mất như được đề cập bởi vị lão tế ti Ai Cập. Casey cũng tiên tri rằng Atlantis sẽ được thế nhân phát hiện lại vào năm 1968. Năm 1967, một phi công bay qua các đảo Andros và Bimini ở Bahamas và phát hiện một vật thể màu xám có hình hình học ở dưới mặt nước vài mét. Một nhóm các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một bức tường dày 30cm giống như nền móng của một tòa kiến trúc. Quả nhiên, vào ngày 2 tháng 9 năm 1968, nhà khảo cổ học G. Nelson Valentin cũng đã tìm thấy dưới mặt nước 55m ở bờ biển phía tây Bắc Bimini lộ diện những tảng đá hình vuông. Những tảng đá được gắn lại với nhau bằng một thứ tương tự như xi măng, ước tính mỗi tảng đá có khối lượng ít nhất là 16 feet khối và nặng 25 tấn. Đây là những phát hiện khảo cổ học về bức tường Bimini và con đường Bimini nổi tiếng. Tiếp theo, dưới lòng Đại Tây Dương, người ta tìm thấy thêm nhiều khối đá có kích thước, độ dày và hình dạng khác nhau, cũng phát hiện các quần thể kiến trúc bằng đá khổng lồ. Trông giống như đường phố, cầu tàu, tường thành sụp đổ, cổng thành, còn có dàn che hai cánh. Có vẻ như đây là cảng và di tích kiến trúc của một thành phố lớn và tráng lệ đã chìm từ lâu. Vẻ ngoài của chúng rất tương hợp với những cột đá Stonehenge và những bức tường thành cự thạch Tỷ Linh Tê ở Peru. Nó cho thấy những di tích cửu viễn di lưu lại của một cổ thành văn minh vĩ đại. Dựa trên hóa thạch của rễ cây ngập mặn gắn liền với các tòa nhà này, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có ít nhất 12.000 năm tuổi. Những bức tường này đã tồn lưu lại trải qua một thời gian rất lâu dài với sự bào mòn của sóng biển và gió lốc ở Đại Tây Dương. Chúng có kết cấu kiến trúc uy nghi, khí thế hùng vĩ, những con đường xây bằng đá rất rộng và bằng phẳng. Các nhà nghiên cứu suy đoán từ nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy những di tích này rất có khả năng là tàn tích của nền văn minh cổ đại Atlantis huyền thoại. Sự kiến giải của Casey về nền văn minh Atlantis đã được ứng chứng bởi một sự tình kỳ lạ gần 20 sau khi ông mất, trần thuật sửng sốt của tiểu nhân ngư. Tờ The Sun của Anh từng đưa tin có một sự kiện xảy ra khi một nhà khoa học bắt sống một tiểu nhân ngư. Hồi đó, một tàu thăm dò của Liên Xô đang thực hiện sứ mệnh tìm kiếm bom hạt nhân ngoài khơi Cuba, không ngờ lại phát hiện ra một tiểu nhân ngư. Có một nhà khoa học uyên thâm, bác sĩ Vladimir Vinogrado, trên tàu. Theo ghi chép trong hồi ký của bác sĩ Vinogrado, tàu thăm dò đã đến được vị trí của con tàu đắm. Để nhìn rõ hơn vị trí chính xác của con tàu đắm, họ đã đặt camera xuống dưới nước và di chuyển dọc theo đáy biển. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước máy quay. Tất cả những người nhìn vào màn hình đều há miệng sững sờ và không thể tin vào những cảnh tượng mà mắt mình nhìn thấy. Đúng vậy, quái vật này là một con cá, nhưng giống như một đứa trẻ hơn, với mang và vảy trên da. Cậu ta bơi đến trước máy ảnh, nhìn vào máy ảnh với ánh mắt tinh quái, nhưng sau đó lại nhảy ra xa. Những thành viên nhóm đang kinh hoàng hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ban đầu. Lúc này suy nghĩ duy nhất của họ là làm sao bắt được nó. Họ đặt một bể thí nghiệm để bắt các sinh vật dưới đáy biển và giám sát nó bằng camera. Chẳng bao lâu, tiểu nhân ngư quả nhiên đã bị các nhân viên công tác bắt được. Họ mở cửa máng, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như tiếng cá heo và thấy một bàn tay nhỏ màu xanh lá cây đang chìa ra. Một nhân viên can đảm vào máng, lôi tiểu nhân ngư ra và cho vào một chiếc bồn khác trong suốt. Có thể thấy nó dài khoảng 2 feet, tầm 60cm, toàn thân có vảy, trên đầu có một chiếc mũ bằng xương. Điều sửng sốt là, cậu ta vươn đầu lên khỏi mặt nước và nói, "Tôi đến từ Atlantis, xin hãy để tôi đi."
Bác sĩ Vinogradov nói rằng ông ấy gần như rơi xuống đất sau khi nghe thấy điều đó. Trong vài giờ sau đó, nhóm nghiên cứu đã thương lượng và trao đổi các điều khoản với tiểu nhân ngư và nó sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào miễn là có thể quay trở lại biển. Nếu họ phá vỡ lời hứa của mình, sẽ có một đại thảm họa ở Liên Xô. Tiểu nhân ngư cho biết, lục địa Atlantis hàng triệu năm trước trải dài khắp châu Phi và Nam Mỹ, nhưng đã dần dần chìm xuống. Để thích nghi với môi trường, các cư dân Atlantis đã phát triển mang và vẫy để thuận tiện cho các hoạt động dưới nước. Tuổi thọ trung bình của họ trên 300 năm. Hiện họ có dân số khoảng 3 triệu người và sống dưới đáy đại dương, một thành phố làm bằng đá cẩm thạch và các rạn san hô. Tiểu nhân ngư bé bỏng cũng tuyên bố rằng những người Atlantis cũng sẽ đóng giả để trà trộn vào nhân loại và định kỳ lên lục địa để hòa vào đám đông nhằm quan sát sự phát triển của nền văn minh nhân loại ngày nay. Các nhà khoa học và quan chức của Liên Xô cuối cùng đã thất hứa. Họ không đưa tiểu nhân ngư trở lại biển mà đưa nó trở lại một cơ sở nghiên cứu bí mật ở Biển Đen của Nga để nghiên cứu và tiểu nhân ngư đã ngừng nói. Thật trùng hợp, không lâu sau, Liên bang Xô Viết đã phát sinh đại biến và cuối cùng giải thể. Các tài liệu của các nhà tiên tri trước công nguyên và các nhà tiên tri thế kỷ 20 thông qua công năng túc mệnh thông cường đại đã phát hiện ra những kiến trúc xảo diệu dưới đáy biển phù hợp với lời trần thuật của tiểu nhân ngư. Tự hồ rất nhiều phương diện thông tin chỉ ra rằng Atlantis chân thực tồn tại và nền văn minh phát triển rất cao của Atlantis đã đột nhiên bị hủy diệt chỉ sau một đêm và nguyên nhân đằng sau nó có thể đáng để chúng ta suy ngẫm hơn. Khi con người mù quáng đi nhận thức sinh mệnh từ thế giới vật chất khách quan bên ngoài, mà chảnh mảng đề cao từng diện tinh thần, bản chất nội tại của nhân loại. Khi đạo đức xã hội tha hóa, con người không ngừng truy cầu danh lợi và những ham muốn dục vọng vật chất khác, theo đuổi sự phát triển công nghệ một cách mù quáng, bất chấp hậu quả, chẳng phải sẽ đến lúc nào đó, giống như người Atlantis, một ngày nào đó, vì hoàn cảnh sinh tồn bị hủy hoại mà đến ngày mặt kiếp. LLIEU có phải chúng ta đang lặp lại bánh xe đổ của tiền nhân? Theo Epoch Times. Bạn thân mến, Khoa học và Tâm linh cùng các bạn vừa tìm hiểu xong video về Bí ẩn nền văn minh tiền sử Atlantis qua lời kể của nhà tiên tri Agakis. Nếu thấy video hay và hữu ích, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa, cũng như để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video và đừng quên ấn đăng ký kênh Giải mã Khoa học Tâm linh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo.